Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em toán lớp 7 sức nó chưa khớp với cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm có quảng cáo. Các em xem phát quảng cáo giúp Khải Liêm để hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sau bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sau bài 37 hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. Học xong bài này mình sẽ có một số khái niệm là hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. Mình sẽ có một số kiến thức và kỹ năng mô tả hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác và mình sẽ tạo lập được hình lăng trụ đứng tam giác và tứ giác luôn. Mình sẽ tính được diện tích xung quanh và hệ tích của hình lăng trụ đứng tam giác và tứ giác. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính hệ tích, diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác và tứ giác. Trong thực tế có rất nhiều vật dụng có hình dạng là hình chân lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác, chẳng hạn như là hình vẽ bên, hình chiếc lệnh để bàn và chiếc chặn giấy có dạng hình lăng trụ đứng tam giác. Bài học này sẽ giúp các em biết cách mô tả và tính diện tích xung quanh hệ tích của các hình đó. Thì mình thấy là cái hình này chính là hình lăng trụ đứng tam giác nhé. Hình này cũng vậy. Giờ số một nhỏ mình sẽ học về lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác, một số yếu tố cơ bản của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác. Và đồng một, trong thực tế ta gặp những vật thể có hình dạng. Sau đây hãy quan sát và nhận xét một vài đặc điểm chung của các hình đó. Thì mình thấy là khỏi sô cô la này sẽ có dạng là một cái hình lăng trụ đứng tứ giác. Và mình thấy là cái mái ngói này sẽ có hình dạng lăng trụ đứng tam giác. Mình thấy là một số đặc điểm chung là có các cạnh bên song song. Đây, cái đường này gọi là cạnh bên. Mình sẽ ba cạnh bên sẽ song song với nhau. Đây, cái đường này gọi là các cạnh bên. Thì các cạnh bên sẽ song song với nhau. Và mặt phía trước và phía sau gọi là mặt đáy. Bên đây cũng vậy, mặt phía trước một xíu, phía sau gọi là mặt đáy. Thì mặt đáy có thể là hình tam giác hoặc hình tứ giác cũng được. Như vậy hoạt động một, các em trả lời như sau. Một vài đặc điểm chung. Thì mình thấy là có các cạnh bên song song với nhau. Có các cạnh bên song song với nhau và các mặt đáy là hình tam giác hoặc tứ giác. Giờ trả lời xong hoạt động 1, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ hoạt động 2, một số yếu tố của hình lăng trụ đứng tứ giác được chỉ rõ trong hình 10.19. Em hãy nêu các yếu tố tương tự của hình lăng trụ đứng tam giác trong hình 10.20 và cho một vài nhận xét về các yếu tố đó. Như mình sẽ quan sát hình 10.19 thì đây là hình lăng trụ đứng tứ giác. Thì mình thấy là các đỉnh. Mình có 8 đỉnh là A, B, C, D và bốn đỉnh phía trên là A phải, B phải, C phải, D phải. Các cạnh bên là gồm có A phẩy, B B phẩy, C C phẩy và D D phẩy là các cạnh bên. Các mặt bên đây, bốn mặt xung quanh đều gọi là các mặt bên. Mặt bên đây là A P B phẩy A phẩy. Mặt bên ở đây là A D D phẩy A phẩy. Mặt bên ở đây là C D D phẩy C phẩy. Và mặt bên là P C C phẩy B phẩy. Đúng không nào? Giờ như mình sẽ quan sát hình 10.20 thì mình thấy là các đỉnh chính là M, N, P. Giờ tiếp theo sẽ có ba đỉnh ở trên là M phẩy, N phẩy, B phẩy. Giờ các cạnh bên sẽ gồm có N, N phẩy, M phẩy, B, B phẩy. Các mặt bên sẽ gồm có M, N, N phẩy, M phẩy, M, P, B phẩy, M phẩy và N, B, B phẩy, N phẩy.
Mặt đáy gồm có mặt đáy MNP và mặt đáy phía trên M phẩy N phẩy P phẩy. Đúng này. Giờ như vậy là người ta kêu mình một số yếu tố của hành lang trụ đứng tứ giác được chỉ rõ trong hình chấm 10.9. Em hãy nêu các yếu tố tương tự của hành lang trụ đứng tam giác trong hình 10.20 và cho một biết và một vài nhận xét về các yếu tố đó. Giờ như vậy mình trả lời hoạt động hay như sau. Như là mình thấy là trong hình lang trụ đứng tam giác hình 10.20 có mình thấy có các yếu tố trước hết là hai mặt đáy MNP và M phẩy N phẩy P phẩy, hai mặt đáy này song song với nhau. Được. Hai mặt đáy MNP và M phẩy N phẩy B phẩy sẽ song song với nhau. Giờ tiếp theo là các mặt bên. Mình thấy là có ba mặt bên. Ba mặt bên này sẽ là các hình chữ nhật đúng các mặt bên. Gồm có MN, N phẩy, M phẩy. MN, N phẩy, M phẩy. MP, B phẩy, M phẩy. Và NP, B phẩy, N phẩy. Là các hình chữ nhật. Đừng này. Giờ tiếp theo là các cạnh bên. Các cạnh bên N phẩy, M phẩy, B phẩy sẽ song song và bằng nhau. Giờ như là mình xong hoạt động 2 nha. Hoạt động 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video. Hãy biết các em thôi, hiểu bài nha. Như các em nhớ là hình hợp chữ nhật và hình lập phương cũng là các hình lập trụ đứng tứ giác. Đúng nè. Giờ tiếp theo mình sẽ có nhận xét. Trong hai hình lăng trụ đứng tam giác và tứ giác thì mình thấy là hai mặt đáy sẽ song song với nhau. Các mặt bên là những hình chữ nhật và các cạnh bên song song bằng nhau. Độ dài một cạnh bên chính là chiều cao của hình lăng trụ đứng đó. Ví dụ sàn nhà và trần nhà là hai hình ảnh của hai mặt song song. Đúng này. Tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 1, cho biết đỉnh, cạnh đáy, cạnh bên, mặt đáy, mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác ABC chấm A phẩy B phẩy C phẩy trong hình 10.21. Thì mình quan sát hình 10.21 mình thấy có 6 đỉnh A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Có các cạnh đáy gồm có AP, BC, CA, A phẩy, B phẩy, B phẩy, C phẩy và C phẩy, A phẩy. Các cạnh bên gồm có A, A phẩy, B, B phẩy và C, C phẩy. Các mặt đáy gồm có hai mặt đáy ABC và A phẩy, B phẩy, C phẩy. Các mặt bên sẽ gồm có AP, B phẩy, A phẩy, AC, C phẩy, A phẩy và BC, C phẩy, B phẩy. Được này. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu thực hành. Phần thực hành này các em sẽ làm theo hướng dẫn nhé. Mình sẽ thực hành
Cắt và gắp một miếng bìa thành hình lăn chiều đứng tam giác theo hướng dẫn sau. Bước 1 thì mình sẽ vẽ hình khai triển theo mẫu và cắt theo đường viền hình 10.22. Như vậy các em sẽ vẽ hình giống như vậy nha. Như mình sẽ có một cái hình chữ nhật ở đây. Giờ như vậy là bước 1 thì mình sẽ vẽ hình khai triển theo mẫu và cắt theo đường viền. Như vậy các em sẽ vẽ hình chữ nhật ở đây sẽ có kích thước là chiều dài là 12. Từ đây đến đây là 12 cm, đây là 6 cm. Tiếp theo mình sẽ vẽ hình chữ nhật kế bên là từ đây tới đây là 8 cm. Giờ vẽ một bức chữ kế bên sẽ là từ đây tới đây là 10 cm. Đúng rồi. Giờ vẽ hai cái hình tam giác phía trên và phía dưới. Từ đây đến đây là 8 cm, xuống đây là 6 cm nhé. Bước 2 thì mình sẽ gấp theo nét đường màu cam ta được hình lăn trụ. Như vậy mình sẽ gấp theo cái đường này, đường này. Giờ sau đó mình sẽ gấp lại với nhau thì mình sẽ được cái hình lăn trụ đứng tam giác thế này nha. Như vậy đối với hình lăn trụ đứng tam giác mình thấy là có hai đáy sẽ là hình tam giác, ba mặt bên sẽ là cái hình chữ nhật đúng này. Giờ cái thực hành này các em sẽ làm theo hướng dẫn nha. Mình sẽ đi tiếp phần số 2. Phần số 2 mình sẽ tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăn trụ đứng tam giác và hình lăn trụ đứng tứ giác. Diện tích xung quanh của hình lăn trụ đứng tứ giác và tam giác và tứ giác. Và đoạn 3 quan sát hình lăn trụ đứng tam giác ABC chấm A phẩy B phẩy C phẩy và hình chữ khai triển của nó. Hãy chỉ ra sự tương ứng giữa các mặt bên với các hình chữ nhật của hình khai triển. Giờ mình sẽ quan sát hình. Hình bên đây là hình lăn trụ đứng tam giác. Thì lăn trụ đứng tam giác sẽ có hai đáy là cái hai hình tam giác song song với nhau và bằng nhau. Ba mặt bên là các hình chữ nhật. Đúng rồi. Giờ mình thấy là mặt số 1 mặt AC phẩy A phẩy chính là hình chữ nhật số 1 đúng rồi. Như vậy câu này các em trả lời sao? Mặt số 2 thì chính là BCC phẩy B phẩy và mặt số 3 chính là AB B phẩy A phẩy nhé. Như vậy câu bài đọc 2 các em trả lời sao? Như mà sẽ sự tương ứng, trả lời là sự tương ứng giữa các mặt. B với các hình chữ nhật. Của hình khai triển này. Như vậy sự tương ứng giữa các mặt bên, sự tương ứng giữa các mặt bên với các hình chữ nhật của hình khai triển là như vậy là mình thấy là mặt bên là AC C phẩy A phẩy AC A phẩy C phẩy sẽ tương ứng với mặt số hình chữ nhật số 1 đúng này. Giờ tiếp theo là BC C phẩy B phẩy sẽ tương ứng với hình chữ nhật số 2. Và cuối cùng là AP B phẩy A phẩy sẽ tương ứng với hình chữ nhật số 3. Như là mình xong hoạt động 2 nhé. Hoạt động 2 kem hiểu bài, kem sẽ bấm hết video hãy biết kem hiểu bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến hoạt động 4, tính tổng diện tích của các hình chữ nhật 1, 2, 3 và so sánh với tích của chu vi đáy với chiều cao của lẫn chiều đứng ở hình trên. Như vậy trước hết mình sẽ đi tính tổng diện tích của các hình chữ nhật 1, 2, 3 nha. Như vậy hoạt động 4 này các em trả lời như sau. Tổng diện tích các hình chữ nhật. Tổng diện tích các hình chữ nhật 1, 2, 3. Như vậy mình sẽ quan sát hình chữ nhật số 1 thì mình thấy là mình sẽ diện tích hình chữ nhật thì mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng. Như mình sẽ lấy h nhân e. H nhân e chính là he đúng không? H nhân e. Giờ hình chữ nhật số 2 thì mình thấy là chiều dài vẫn là h, chiều rộng là b, h nhân b. Giờ tiếp theo là hình chữ nhật số 3 thì chiều dài là h, chiều rộng là C, H nhân C. Như là mình thấy là H giống nhau, mình sẽ đưa H ra làm nhân tử chung. Bên trong là A cộng B cộng C. Như mình thấy là A cộng B cộng C chính là chu vi đáy, đúng không? Giờ chu vi đáy của hình lăn trụ là chu vi đáy của hình lăn trụ là thì chính là A cộng B cộng C, đúng rồi. Giờ tiếp theo là tích của chu vi đáy với chiều cao. Tích của chu vi đáy. Với chiều cao. Của hình lăn trụ đứng là. Như vậy chính là h nhân cho a cộng b cộng c, đúng rồi. Như vậy mình thấy là tổng diện tích của các hình chữ nhật sẽ bằng tích của chu vi đáy nhân chiều cao, đều là giống nha, đúng rồi. Nên mình kết luận là vậy. Tổng diện tích của các hình chữ nhật sẽ bằng tích của chu vi đáy với chiều cao của lăn trụ đầu đứng đầu, đúng này. Như vậy là tổng diện tích của các hình chữ nhật sẽ bằng tích của chu vi đáy với chiều cao của lăn trụ đứng đầu, đúng này. Như là mình xong cái hoạt động 4 nhé. Hoạt động 4 kèm hiệu bài kèm sau ông khích video hãy biết kèm hiệu bài nhé. Giờ như giờ các em sẽ ghi đến phần ghi nhớ. Như vậy các em nhớ là diện tích xung quanh của hình lăn trụ đứng tam giác hay hình lăn trụ đứng tứ giác đều có một công thức giống nhau, chính là diện tích xung quanh sẽ bằng chu vi đáy nhân chiều cao.
S xung quanh chính là diện tích xung quanh của hành lang trụ, C chính là chu vi một đáy của hành lang trụ, và H chính là chiều cao của hành lang trụ đứng đó nha. Như các em nhớ là diện tích xung quanh bằng chu vi đáy nha, chiều cao là được nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 2. Một quyển lịch để bàn hình 10.25 gồm có các tờ lịch được đặt lên một giá đỡ bằng bìa, có cạnh có dạng hình lăng trụ đứng tam giác. Tính diện tích bìa dùng để làm giá đỡ của quyển lịch. Nhưng mình sẽ quan sát hình 10.25, đây là một quyển lịch dạng hình lăng trụ đứng tam giác. Mình thấy đáy sẽ một có dạng tam giác căng. Có độ dài hai cạnh bên là 20-20, độ dài đáy là 7 cm. Như vậy là muốn tính diện tích xung quanh thì các em sẽ lấy chu vi đáy nhân chiều cao. Như vậy diện tích bìa dùng để làm giá đỡ của quyển lịch là diện tích xung quanh của hành lang trụ đứng tam giác. Thì mình sẽ công thức là diện tích xung quanh sẽ bằng chu vi đáy nhân chiều cao. Chu vi đáy thì mình tổng độ dài ba cạnh 20 cộng 20 cộng 7, tất cả nhân cho 25 là cho kết quả đúng không? Như là 20 cộng 20 là 40 cộng 7 là 47. 47 nhân 25 sẽ bằng 1.175. Đơn vị sẽ là cm vuông đúng không? Như là mình xong ví dụ 2, mình sẽ qua tiếp câu luyện tập 1 nha. Các em sẽ nhớ công thức này để sau này mình sẽ làm tính diện tích xung quanh của hành lang trụ đứng tam giác hoặc là tứ giác cũng được. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập 1. Một liều chữ A dạng hình lăng trụ đứng có kích thước như hình 10.26, tính diện tích vải để làm hai mái và trải đáy của liều. Như vậy đây là mình sẽ thấy một cái liều dạng hình chữ A, sẽ dạng hình lăng trụ đứng tam giác đúng không? Mình sẽ quan sát kích thước thì mình thấy là đáy sẽ một tam giác đều, mỗi cạnh đều là 2 m hết. Giờ chiều dài của hình lăng trụ đứng này chính là cái liều này chính là 5 m đúng không? Bây giờ người ta kêu tính diện tích vải để làm hai mái và trải đều của vải. Có nghĩa là mình sẽ đi tính diện tích xung quanh thôi nha, không có tính không tính diện tích cửa phía trước và phía sau. Người ta kêu tính diện tích vải để làm hai mái, có nghĩa là hai cái mái hai bên và trải cái đáy phía dưới thôi đúng không? Không có tính vải làm hai cái cửa nha. Như vậy câu này các em trả lời sao? Diện tích vải để làm hai mái và trải đáy của liệu chính là diện tích xung quanh đúng không? Hình lăng trụ đứng. Diện tích vải để làm hai mái và trải đáy của liều là diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng. Nhưng mà sẽ áp dụng công thức diện tích xung quanh sẽ bằng chu vi đáy nhân chiều cao. Giờ chu vi đáy thì mình sẽ lấy độ dài ba cạnh là 2 cộng 2 cộng 2, tất cả nhân chiều cao là 5. Như là 2 cộng 2 là 4, cộng 2 là 6, 6 nhân 5 là 30. Đơn vị là mét vuông. Như là mình xong câu luyện tập 1 nha. Câu luyện tập 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm khích video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu vận dụng. Câu vận dụng người ta nói là một khúc gỗ dùng để chặn bánh xe giúp xe không bị trôi khi dừng đậu. Có dạng hình lăng trụ đứng. Đấy là một hình hang căng có kích thước như hình 10.27. Người ta sơn xung quanh khúc gỗ này.
Phong sơn hai đầu hình khăn căn. Mỗi mét vuông sơn chi phí hết 20.000 đồng. Hỏi sơn xung quanh như vậy hết bao nhiêu tiền? Như vậy ở đây người ta nói có một cái khúc gỗ dùng để chặn bánh xe, giúp xe không bị trôi khi dừng đổ. Có dạng hình lăng trụ đứng đây. Mình xem cái hình này chính là hình lăng trụ đứng tứ giác. Có hai đá sẽ một dạng là tứ giác. Chính là một hình hàng căn có kích thước như hình 10.27. Người ta sẽ sơn xung quanh khúc gỗ nha, không sơn hai đầu. Mỗi mét vuông sơn là 20.000 đồng. Như vậy trước hết mình sẽ tính diện tích xung quanh, sau đó nhân 20.000 sẽ ra tiền sơn, đúng không? Như vậy câu này các em sẽ trả lời sao? Giờ bây giờ mình sẽ đi tính diện tích xung quanh của khúc gỗ nha. Diện tích xung quanh của khúc gỗ là thì mình sẽ lấy chu vi đáy nhân chiều cao. Đáy ở đây sẽ là một dạng hình hang căn có kích thước là 15, 15, 15, 30. Mình sẽ lấy bốn số này cộng lại thì sẽ ra chu vi đáy không? Đúng không? 15 cộng 15 cộng cho 30, đúng không? Ở đây các em có thể gom lại là 15 nhân 3 cũng được nha. Đúng không? Sau đó nhân chiều cao ở đây sẽ là 60. Sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy là 15 cộng 15 là 30. 30 cộng 30 là 60. Cộng cho 15 75. 75 nhân 60 bằng bao nhiêu? 75 nhân 60 sẽ bằng 4.500. Đơn vị sẽ là, ở đây là cm, có nghĩa là diện tích xung quanh sẽ là cm vuông, đúng không? Đơn vị sẽ là cm vuông. Giờ sau đó mình sẽ đổi từ cm vuông đổi qua mét vuông. Mình nhớ là từ cm vuông đổi qua mét vuông thì mình sẽ nhân chia cho 10.000. 4.500 chia 10.000 là 0,45 mét vuông. Giờ bây giờ mình sẽ tính chi phí sơn. Người ta hỏi là sơn xung quanh như vậy hết bao nhiêu tiền thì mình trả lời là sơn xung quanh như vậy hết số tiền là 0,45 mình sẽ nhân cho 20.000 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 9.000 đồng, đúng không? Như vậy là mình xong câu vận dụng nhé. Giờ câu vận dụng các bài cái sau hết video hãy biết kèm các bạn. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nhé, phần còn lại thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dạng dễ hiểu bảo khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hải Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hải Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.